bây giờ chủ yếu là gọi điện cho nhà chỗ này, còn nếu không có thì cứ cứ kêu nó xuống gặp tao. Mấy đứa tắm sang đâu? Dạ sư phụ con không có ở đây. Hả? Sư phụ con không có ở đây chú ơi. Kêu nó xuống đây. Sư phụ con không có ở đây, sư phụ con đi công tác rồi. Kêu nó xuống đây gặp. Dạ, mới nói chuyện được. Gặp chú Tám Sang có gì không chú? Chứ kêu nó xuống đây. Dạ sư phụ con không có ở đây. Đi kiếm gọi điện kêu nó về. Dạ sư phụ con đi công tác sao? Hôm nay là chú xuống đây chủ yếu là gặp nó. Chứ kêu nó xuống đây. Còn nếu nó đi công tác thì cứ gọi điện, nói là chú tới đây chú tìm nó. Chú gặp chú Tám có gì không để con hỗ trợ cho chú? Trời ơi, con hỗ trợ được cái gì? Chỉ có nó mới giải quyết. Làm sao bây giờ gọi điện nói chuyện với nó. Cứ kêu nó xuống đây gặp. Dạ, chú. Dạ vậy, lên. Vậy chú vô ghế chú ngồi đợi con. Rồi chú đứng đây được rồi. Cứ dạ. Vô kêu nó, gọi điện cho nó cũng được nữa. Anh Hai ơi. Vậy? Có chú nào tìm chú Tám Sang? Dạ thôi ông nội. Chú làm ngoài đùng đùng luôn kìa. Làm gì vậy? Nó đang xô bóp cho bà con mà làm gì vậy? Đó chú ơi. Trời ơi. Hồn hết vía à. Gì vậy? Tao xuống rồi đi kiếm nó, giải quyết giùm tao cái đầu. Nè, tóc tao bạc trắng hết trơn rồi nè. Tao nghe nói ở dưới này nó có cái gọi đầu mũ bạc gì, bây giờ nó giải quyết cho tao sao hết bạc coi. Trời ơi, nãy giờ chú không nói. Làm hết hồn, ông ngoại chị Tin bác Hai, anh của sư phụ rồi đó vậy. Trời ơi, nãy giờ nó, tao nói là chủ yếu nó gặp Sang, mà kêu nó chú cần gì hoài à. Đang làm. Chú gọi điện cho Sang, nó đi công tác. Bây giờ chủ yếu là gọi điện cho Sang chỗ này, còn nếu không có thì cứ cứ kêu nó xuống gặp tao. Đang soi bóp cho bà con, chổng cho bà con trải nghiệm miễn phí cho soi bóp. Tự nhiên mới nói có ông nào quậy. Rồi bây giờ mày vô mày ông nào là ra lụm mày đó. Làm việc mày kêu nó xuống đây cho tao. Cần cái gì? Bé này nó không biết gì đó. Bây giờ làm sao nó giải quyết tao nè. Đó. Giải quyết cái này vậy? Đúng rồi. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ không? Trong vòng 1 phút 30 giây. Con làm được không? Con làm được. Phải có thằng Sang mới được. Không có nó là không có được. Bây giờ nè, tin tưởng lính của ông Tám Sang không? Nghe lời em, 1 phút 30 giây, nếu như mà không đen. Không đen là cạo đầu mày luôn á. Không được là tao cạo đầu mày luôn á nha. Nè. Nè. Mày thấy cái đầu đó chưa? Đây, rồi. Cái đầu này cũng như đầu này nè, chuyện nhỏ. Rồi. Tao bây giờ chủ yếu gặp nó là để chủ yếu nó giải quyết cho tao cái tóc bạc này là lâu tao quay lại mà nó xuống tiếp mà mấy đứa này nó cứ hỏi chú tìm ai hoài à. Ông ngoại thì Tin đó, trời ơi, già Yamaha lắm. Rồi ok rồi sao hỗ trợ cho bé Hai ơi thì bên con có gọi phủ bạc nhân sâm nè bé Hai, thì bên con có về 2 màu là màu đen với lại màu nâu. Bé Hai nhận màu nào? Màu đen đúng rồi. Chơi màu nâu đi nó đẹp lắm. No, màu đen. Màu nâu nó đẹp. Già lớn tuổi rồi. Màu đen. Màu nâu là để cho tụi trẻ. Rồi tụi già thì phải màu đen. Nó mới hợp lý. Vô đây con nhuộm đầu cho bé Hai. Tới đây có những bà con mà nhiều khi sử dụng cái sản phẩm cao sơ bóp là được miễn phí luôn, khi mà vô tóc bạc giống như vậy nè, đi cắt ra là tóc đen liền trở lại liền. Cái này giống lúc em bé ăn bột có vậy. Gần như vậy đó. Rồi. Nha, ngồi giữ bình tĩnh nha, một nốt nhạc thôi là tóc đen liền. Ok ha. Đây bé Hai, con sẽ gọi cho bác Hai vào gọi phủ bạc nhân sâm 8m màu đen. Wow. Thì cái này là làm bằng nhân sâm và 10 loại thảo dược nên là nó rất tốt cho da đầu của mình. Ok. Vậy là cứ làm xong rồi coi thử rồi sao rồi biết liền. Dạ. Thì cái chai này á, khi mà cô chú đem về thì cái lược nó sẽ gời ra, mình đóng cái lược vô rồi ở đằng sau có cái chốt nè, cô chú rút cái chốt ra rồi ấn cái này là lược này nè, dầu gội nó sẽ chảy lên nha cả nhà. Đó, nó chảy lên rồi mình quét thôi, nó tiện lắm cả nhà, không có cần tốn gì hết, nó có lược sẵn rồi. Đó, tóc của bé Hai rồi bạc chân quá trời. Đúng rồi đó, bé này hay á. Già rồi con. hàng khi mấy đứa mới nó đâu biết mình cứ vô gặp 8 Sang nó nói chú cần gì đúng không? Dạ, tại bé hai lâu quá mới qua, con đâu có biết đâu. Nhà quét kỹ kỹ vô cái chân giùm con nha cả nhà, cái chân tóc nó bạc. Cả nhà quét kỹ kỹ vô để chút hội ha, nó không có ấy. Cả nhà quét xong cả nhà để 8 tới 12 phút là có cái mái tóc đen quyền luôn. Này nó nhiều bạc này cả nhà. Đó, mình cho nhiều thuốc vô xíu. Không, nó mới bị gác nhưng mà nó thơm với mùi thảo dược, nó thơm với mùi thảo dược, đúng rồi đó, nó thơm với mùi thảo dược rồi nè, nó thơm, nó mới gác, nó thơm mùi thảo dược. Chứ bình thường á mình ở nhà á bà xã bác hai làm á là nó hơi bị rác, một hồi nó hơi rác, kiểu như nó rác cái da đầu á, tại vì tóc bác hai bạc nhiều, hiểu không? Nên cái chân nó ra rất là lẹ. Rồi mà nghe nói là 8 Sang ở đây nó có cái loại thảo dược này nè, rồi mới lên kiếm nó để giải quyết. Nó làm sau làm sao mà cái đầu cho hết bạc mà thành màu đen là mới là ok, number one. Dạ, tại cái này nó làm bằng nhân sâm với lại 10 loại thảo dược nên nó rất là tốt cho da đầu. Xài á, ví dụ như mình xài dầu nhuộm á thì hả nó có cái thành phần hóa học đó bé hai. Đúng rồi. Nên nó sẽ rất là ghét da đầu của mình. Đúng rồi. Rồi cả nhà thì sau khi có quét xong á thì có trong cái hộp á thì lúc nào cũng có bao tay với lại lượt cho cô chú, thì cô chú quét xong rồi để cái cây đó xuống rồi lấy tay mình massage vô cái da đầu giùm con nha, để cho nó thấm vô tới cái chân tóc luôn. Cho bé hai xong rồi cả nhà thì tóc đen luôn nha cả nhà, khỏi cần kiếm ông Tám, kiếm con là được. Hai thấy sao bé hai? Được, sau khi bé gái này đã tẩy trần tóc trắng trở thành tóc đen, trong cái lúc quá trình mà nó làm cho mình thì nó không có làm da đầu của mình bị rác hay bị gì, nó chỉ thơm cái mùi thảo dược của nhân sâm, ngoài ra nó không có bị hôi, không có gì hết đó. Nhưng mà đến đây thì 8 Sang là có mấy đứa bé gái nè, nó tẩy trần cái đầu mình màu trắng thành màu đen là quá ok. Bạc ở đây nó có hai loại, màu nâu và màu đen, mình cứ mua về xài rất là ok. Hồi nãy là trắng nhất nha, bây giờ là đen mung luôn, đen đẹp luôn á. Nhưng mà nó không có làm cái đầu mình khó chịu. Nếu mình xài bằng thuốc thì sẽ khó chịu, nhưng mà xài bằng cái thảo dược này ha, quý vị bà con cô bác nhớ kỹ nha, thảo dược nhân sâm 8S rất là ok đó. Đầu mình nãy là bạc trắng á, là mình gọi là bạc trắng luôn á, nhưng mà đến bây giờ thì tóc mình đen mung rất đẹp, nhớ nha bà con. Dạ thì cả nhà, nếu mà cả nhà đặt hàng á thì cả nhà cứ để lại bình luận phía dưới em con ha, để bên con sẽ liên hệ lại mình để chốt đơn, hoặc liên hệ trực tiếp qua số hotline là 1900 888 663, hoặc liên hệ hotline là 0818 299 606 0777 588 881. Cả nhà mua hàng cứ gọi trực tiếp hoặc cứ để lại bình luận thì bên con sẽ liên hệ lại mình nha cả nhà. Cảm ơn mọi người.